Hello mọi người, mình là Ngọc Thảo đây. Và ngày hôm nay mình làm video clip này vì mình muốn khoe với mọi người là mình có 3 cái thùng rác. Tại sao có đến 3 cái thùng rác? Là tại vì một cái thì Thảo để rác thải sinh hoạt nè, còn một cái thì là Thảo để rác giấy, còn cái thứ ba thì Thảo để rác thải nhựa. Tại sao mà Thảo phải cực công để mà chia ra 3 cái thùng rác như vậy? Là tại vì có rất là nhiều lý do. Điều thứ nhất là Thảo đã từng xem một video clip về một chú công nhân móc cống dưới rác á. Thì trong lúc mà chú đang móc cống dưới rác để cho cái cống nó được thông thoát thì ở trên hay là ở cái đường ống nào đó tiếp tục xả rác xuống. Thì coi xong clip đó thì thật sự là mình cảm thấy rất là xúc động. Dạ, mình không kìm được nước mắt luôn á. Thì mình tưởng tượng nha, trời ơi, lỡ như cái chú đó là người thân của mình thì sao. Thì mình thật sự rất là đau lòng. Và trong clip đó thì chú đó cũng cảm thấy rất là bị tổn thương vì công việc của mình. Nhưng mà thật sự nếu như không có chú ấy làm những cái công việc nó như vậy thì ai sẽ là người làm việc đó và giúp cho cuộc sống của chúng ta thuận lợi hơn. Đó là lý do, một trong những lý do chính mà Thảo quyết định sẽ phân loại rác thải. Thảo có thể không làm tốt mọi việc hay là phân loại rác thải khi mà ra đường với bạn bè. Ý là mình sẽ chỉ gom rác được đúng nơi đúng chỗ thôi, nhưng mà ở trong cái phạm vi của mình là nhà của mình, chỉ cần bỏ thêm một chút công thôi thì mình có thể giúp đỡ được những cái người công nhân đổ rác nè, công nhân móc rác nè, họ đỡ cực hơn một chút và họ đỡ bị bệnh hơn một chút. Còn đây là góc khoe thùng rác nha. Trước đây thì Thảo chỉ dùng cái này để chung tất cả các rác thải thôi. Nhưng mà mấy cái đồ nhựa thì Thảo sẽ để những cái bao ở ngoài để treo lên trong cái khu vực Zalo này của Thảo. Nhưng mà nhìn nó không có thẩm mỹ cho lắm á, nên sau đó là Thảo lại lên mạng và tìm hiểu thêm hai cái em thùng rác này. Đáng lẽ là cần 3 cái nhưng mà cái này vẫn còn xài tốt thì mắc gì mà mình phải bỏ, đúng không? Thảo dùng cái này để mà bỏ rác thải sinh hoạt nè. Còn đây là giấy và đây là nhựa. Rất văn minh và xinh đẹp đúng không nào? Khi mà Thảo bỏ đi rác thải nhựa là Thảo sẽ tráng sơ qua một lớp nước luôn, Thảo rửa hơi sạch luôn. Để mà khi cái đồ ăn hay là đồ bám bẩn trên cái đồ nhựa đó nó sẽ không bị để lâu trong cái đống đồ nhựa mà mình phân loại á, rồi nó sẽ bốc mùi. Tại vì Thảo rất là thương công nhân đổ rác, tại mình những cái mùi đó nếu như hít lâu á, mình đi ngang qua một bãi rác thôi, mình hít một chút á, mình đã cảm thấy khó chịu không thở nổi rồi. Trong khi là công nhân đổ rác á, người ta đã phải hít cái mùi đó rất là nhiều, mà lỡ như tay người ta chạm rồi người ta hửi nhiều rồi người ta bị bệnh thì sao? Là lỗi của ai? Thảo nghĩ đó là một phần lỗi của mình ấy. Ở chung cư của Thảo nha, là nếu như mà mình không phân loại rác thải từ ở phía trên này thì ở trên nhà của mình á, thì khi mà cho xuống dưới, cho cái đường ống rơi xuống dưới thì công nhân sẽ mất cả đêm luôn. Có nhiều khi mình thức đêm á, mình đi ngang qua cái đường, đi ngang qua cái bãi rác thì mình thấy là rất là nhiều xe tải đang phân loại rác thải từ trong chung cư của mình luôn rồi đi đổ. Vậy tại sao mình không giúp họ một chút thôi, làm cái chuyện phân loại rác thải đó từ nhà của mình, xếp gọn vào rồi hễ bỏ rác. Nghe thì nó hơi phiền nhưng mà đó là một điều tích cực mà, đúng không? Nếu như mà mình chỉ cần cố gắng một chút thôi, không phải là một cái gì điều gì đó quá to tát, nhưng mà cũng là một phần giúp đỡ họ, giúp đỡ công việc của họ. Và một nếu như mà nhiều người cùng làm với Thảo thì nó sẽ là giúp đỡ sức khỏe của cộng đồng nữa, đúng không? Như các bạn cũng biết thì Thảo là người độc thân á, nên Thảo rất là hay order đồ ăn ở ngoài, tại vì nó sẽ gói gọn cho một phần và vừa một bữa ăn. Nhưng mà sau đó thì Thảo nhận ra là khi Thảo order như vậy á, thì sẽ có rất là nhiều muỗng nhĩ nhựa được gửi tới cho Thảo. Có nhà hàng kỹ hơn thì sẽ hỏi mình là mình có cần cái dụng cụ ăn uống không. Thì tất nhiên là Thảo chọn không rồi, tại vì Thảo ăn ở nhà mà. Nhưng mà có nhiều nhà hàng á, thì không có để note cái đó, cái làm cho mình thật sự là cũng ngại order. Tại vì trong cái việc mà mình order đồ ăn thì mình cũng đã tạo ra rác thải nhựa rất là nhiều rồi. Thì nói tới đây á, thì nhiều ngày nào mà mình rảnh á, trời ơi, mình phải chịu khó để nấu cơm thì nó hơi cực. Nhưng mà mỗi lần mình nấu cơm mình nghĩ mình đang tạo ít rác thải nhựa nè, cố lên Thảo một chút thôi. Nếu đã sống một mình rồi thì đừng xấu tính, mình hãy tích cực lên. Thế là
tự nhiên mình tạo ra được niềm cảm hứng cho cái việc nấu cơm của mình á. Thì giờ này gần đây thì Thảo nấu cơm ở nhà. Thứ nhất là vừa tiết kiệm túi tiền của mình, thứ hai là mình sẽ hạn chế được rác thải nhựa, cũng rất là hợp lý đúng không nào. Thêm nữa là khi mà đi chợ thì chung cư của mình khá bự, nhưng mà xung quanh chung cư của mình rất là nhiều siêu thị luôn. Thì mình cố gắng nhớ một chút thôi trước khi ra đường á, hoặc là Thảo sẽ treo rất là nhiều túi vải ở cái cửa ra vào của mình. Nếu mà mình suy nghĩ là mình sẽ mua đồ, mình đi chợ thì Thảo sẽ chịu khó xách cái túi vải đi. Thì tới những cái siêu thị á, Thảo chỉ lấy những cái sản phẩm Thảo cần và để ra ngoài. Sau đó là khi mà nhân viên đưa cho mình cái túi á, thì mình kêu là không lấy. Mình tại vì chịu khó một chút thôi, đi bộ. Thứ nhất là đi bộ nha, sẽ tốt cho sức khỏe của chúng ta, coi như là chúng ta tập thể dục miễn phí, tập thể dục free đó, ý là vậy đó. Ta da, khoe với mọi người, đây là mớ túi vải của Thảo nè, Thảo dùng để đi chợ đó. Có rất là nhiều size luôn, Thảo tái chế từ cái việc mà khi Thảo mua hàng đó, cái người ta tặng cho Thảo cái túi vải như vậy nè, thì mình không có bỏ đi. Một là mình giữ mình tặng quà cho người thân nè, hai là mình giữ để đi chợ như thế này. Ở đây có rất là nhiều size, khi mà mình đi chợ mà mình cảm thấy là mình rất là thiếu đồ và sẽ mua nhiều đồ thì mình sẽ dùng túi lớn. Còn khi mà mình đi chợ và chỉ mua những cái đồ nhỏ nhỏ thôi thì mình sẽ dùng túi nhỏ. Sau này Thảo tìm hiểu thêm thì Thảo thấy là rất là nhiều người cũng phân loại rác thải như Thảo. Thì đây cũng là một cái xu hướng sống xanh và tích cực. Thì hy vọng là sau video clip này của mình thì sẽ có nhiều người cũng cảm nhận được cái thông điệp mà Thảo muốn gửi trong video clip này. Chung tay thôi, mỗi người một chút, một chút, một chút, thì chúng ta sẽ tạo nên những điều tích cực to lớn. Cảm ơn các bạn đã đón xem video clip ngày hôm nay của mình, và nội dung của Thảo muốn truyền tải trong video clip này cũng đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip khác nha. Bye bye.